hôm nay là 6 giờ sáng nha. À, 6 giờ sáng còn sương mù quá trời ha, này lúa giống quá trời. Đây Hòa Thương đang ở Hòa Hưng của dòng riền Kiên Giang. Đó, và bây giờ là Hòa Thương tới thăm nhà của anh chị ở đây là anh làm TND này vụ thứ. Bữa nay anh ai vụ này vụ thứ ba rồi hả anh? Làm này vụ thứ ba. Vụ thứ ba mà lần đầu tiên là Hòa Thương chưa làm nước nữa chẳng ơi. Lần đầu tiên Hòa Thương thấy là ngâm giống trong trong xuồng nha mọi người. Có ai ngâm giống trong xuồng chưa? Chàng ơi. Hello con. Hello con. Nè hello cô cả nhà. Hello, chào cô. Trời ơi. Làm duyên dữ vậy? À con chào cô nha. Trời ơi đi chiêu nó chào cô mà nó để làm gì nó tưởng mình chụp hình hay gì á. À chúng ta sẽ làm công cuộc quay lúa giống nè. Bữa nay quay chị được lên TV rồi đó. Đài lên YouTube nha. Rồi Hậu, Hậu ơi Phan con chị đứng đi. Hậu à. Mọi người ơi, chị là có đứa con gái rất là dễ thương và đây là chính là có thể là con rể tương lai của mọi người. Đâu cái kêu Hậu chào ơi. Hồi nãy xuống xe đã nó chào chị, bây giờ chào lại nè, 2, 3 chuyển qua chào cô. Chuyển qua chào cô luôn. À bác, dạ bác khỏe không? Dạ tươi gói ha, ngon lành cành đào. Này là bệnh ngâm bao nhiêu ký giống? Giống gì vậy? Năm nay vừa làm giống gì hả? Ô em. Ô em hả? Này có 140 ký à? 140 ký ha. Đó. Dạ giống này mình mua hay là giống nhà vậy? Mua. Giống mua hả? À hôm nay là kỹ sư công hậu rất là đảm đang nha mọi người. À thấy mẹ vợ tương lai chuẩn bị làm nước thì công hậu đã lao mình vào trong bếp này ha mọi người. Đó đây. Hậu ơi em làm gì Hậu? Chuẩn bị trà đường á chị. Trà đá đường ha. À nghe nói vợ tương lai làm điều dưỡng ở Cần Thơ ha. Chuyến này đưa về làm điều dưỡng ngày nào cũng lôi công hậu ra vô nước biển. hả mẹ vợ nè, mẹ vợ vô hình cái, mẹ vợ vô hình nè, vô sát coi để coi thấy sao. Trời ơi được luôn Hậu ơi, được đó thấy chưa chị. Hồi nãy nghe nói là chà, con gái chị là ok phải không? Nó nói làm sao cái câu hồi nãy nghe đã lắm. Nó nói làm sao nữa con về mẹ là mai gì cho con đó, cái gì đó, cái câu đó đó đâu, chị có thể nói lại được không? À, con nhiều quê đó, rồi mẹ gả công hậu cho con. Rồi nó sẽ lời sao? Mẹ gả là con chịu liền. Trời ơi Hậu ơi. Đó bởi vậy nè thấy chưa. Hậu phải quậy trà đá đường kiểu này nè thấy chưa. Rồi chiếc này về 68 làm rễ luôn nha Hậu ơi. Về Kiên Giang. Đây bây giờ còn cái thời gian 20 phút nữa là anh Triều là thầy giáo nha mọi người. Giải cấp 1 ở tại Dòng Riền nha. Anh chuẩn bị ông đi dạy rồi. Đó nên là đăng ký nha. Đây là đi trà đá đường mà kỹ sư công hậu đây, kỹ sư công hậu làm cho ba uống nè, mời ba uống đi Hậu, mời ba uống ha. Em mời thầy Tấn. Thầy Tấn đâu? Thầy Triều. Triều uống nước. Trời chú ba luôn, kêu chú ba luôn. Sáng sớm là có lộc nha mọi người. À thầy giáo mà mọi người biết hôn là rất là giỏi về chuyên môn thầy giáo, ngoài ra còn chuyên môn về cánh đồng nữa nha. Đó ngon lành luôn. Và sau khi chúng ta đã giải quyết tắc toán với nhau ha, sáng là thầy cho lọc ha đó, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ kịp thời ngâm giống nè. Đó đây là ngâm giống trong xuồng nha. À, thầy giáo là chị dành cả thanh xuân chỉ để mua xuồng ngâm giống luôn nha mọi người. Bây giờ chúng ta ngâm trong bồn là xưa rồi. Thì báo cáo bà con ha, hiện tại thì đây đó là mẹ vợ với lại ba vợ tương lai của công hậu, nên là công hậu xung phong ha. À công hậu xung phong là lấy THD kịp thời để ngâm giống cho thầy Chiêu. Rồi nhớ rồi. Rồi Hậu ơi em ngâm bao nhiêu ký giống vậy Hậu? Là 140 ký. Rồi 140 ký thì em chia sẻ bà con luôn, 140 ký ngâm bao nhiêu cc là được? Dạ thì theo quy trình thì theo cuốn sổ của công ty gửi cho quý bà con á, là 1cc cho 10 ký giống. Thì hôm nay anh Triều ngâm 140 ký thì mình sẽ pha cho đông cống là 14cc. Rồi ok, mình chuyển lại mình không có kêu anh Triều nha. Ba vợ nghe. Bữa nay tôi chuyển qua làm caramel luôn nha mọi người. Đây nhân vật chính luôn rồi. Đây chúng ta mở khui ra nha. Ông loại này nó chai này giờ chai VTHD giờ nâng cấp nó rất là thơm.
hạt sen mình cũng tiếc nha. Cái này chúng ta đang ngâm với giống là OM18 nha mọi người. Vụ hè thu ở đây là ở khu vực Hòa Hưng Dòng Riền ha, ngâm giống OM18. Anh xả công nhiêu ký anh Triều? Mười tám ký, công lớn 18 ký. Đường chơi đúng nha công Hậu. Dạ, đúng. 20 đến 20 đến 30 đến 40. Rồi, đây là cách là kỹ sư công Hậu chỉ và con chúng ta sẽ ngâm giống nha. Đây, đây là cái nước sản phẩm tên đây của mình nè. Rồi, chúng ta có thể đổ nước trước và chúng ta đổ sản phẩm vào, quậy cho nó đều, đổ giống xuống. Hoặc là chúng ta có thể đổ giống trước, đưa nước vào sau vẫn được nha. Nhưng mà Hòa Thương thấy là đưa nước vô trước rồi để sản phẩm vô nó sẽ dễ ha, dễ nhanh hơn á. Đây. Chỉ có chút xíu thôi nha mọi người, chỉ có 15cc thôi nha. Đây bà con nhớ nè, chai này chúng ta khui nhẹ nhàng như thế này ha. Và chúng ta sẽ đậy lại và chúng ta sẽ tích lũy chai nha mọi người. Đó. Rồi ok. Rồi xúc luôn. Rồi để nắp cẩn thận lại để nữa anh Triều giữ lại cái vỏ chai nha Hậu. Đó. Đơn giản nha, ngâm 140kg mà có cái xuồng thôi. Thầy giáo đúng thật là sáng suốt, rất là thông minh. Đó, rồi xong ta đã đều rồi nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc để giống vào thôi. Sau đó thầy đi dạy về và chuẩn bị là 24 tiếng vớt ra thôi. Vớt ra ủ thôi. Này. Này, kỹ sư công Hậu sẽ ngâm giống cho bà con xem nhé. Chúng ta có hai cách nha, nếu mà mình có thời gian mình có thể là mình đổ giống ra trực tiếp luôn ha. Còn nếu mà chúng ta không có thời gian ha, như thầy thì thầy thời gian đi dạy rất là nhiều nên là thầy để bao luôn. Đó, để bao nhưng mà chúng ta sẽ cột lỏng lỏng cho nó còn trống ra ha, cho nó dễ ngắm vào cái sản phẩm mình vào trong hạt giống nè. Đó, rất là đơn giản luôn chàng ơi. Một bao này khoảng bao nhiêu ký giống anh Triều? 20kg nha. Anh Triều ơi, anh trong cái nước mình là có sản phẩm vậy mà anh để tay vào vậy thì anh có sợ ảnh hưởng tới tay mình nó có độc hại hay là nó có ảnh hưởng gì không? Không, mình thấy là cái này nó thơm. Nó thơm hả? Thơm. Vậy chút hỏi rửa mình đi dạy luôn cho nó thơm ha. Đi nhậu luôn. Đi nhậu luôn hả? Mới ngày nghỉ dài luôn rồi. Thầy đi nhậu luôn. Đó, giờ chúng ta không cần sợ đeo bao tay gì hết nha mọi người. Đó, ngâm giống bình thường thôi. Nước ngâm giống này còn dư ha, cái bà con có thể chúng ta có thể sử dụng là pha thêm nhiều nước nữa cho nó loãng và chúng ta sẽ có thể tưới cây được luôn nha. Chứ đừng có bỏ uổng, và đặc biệt ngâm xong nó đâu có bị chua đâu mà chúng ta bỏ. Rồi, vừa đủ luôn nha mọi người. Trời ơi, thầy tính đúng bài luôn á. Đúng bài luôn. Quá gọn luôn. Rồi, công Hậu có thể cho bà con biết sau khi ngâm giống thì khoảng bao lâu chúng ta vớt được và ủ như thế nào? Dạ thì sau khi ngâm giống á, thường là nhằm theo quý bà con xả sớm nữa. Nhưng mà đúng quy trình của nó là 24 tiếng mình vớt ra. Vớt ra thì mình cứ chải thẳng ra ngoài đan vậy nè. Xong đó sau mình ủ, mình lấy ni lông mình đậy lại. Mình ủ thường quý bà con mà không có ngâm cái thuốc này á thì quý bà con sẽ cho đúng 12 tiếng sẽ cho nó uống nước một cái gọi là tứ giống, xong rồi cái bà con ủ tiếp qua 12 tiếng sau bà con sẽ đi xạ thì đó giống lên rất là đều. Nhưng mà có THD này rồi á thì nó sẽ giữ cái lượng nước trong cái hạt giống của mình rất là ẩm luôn, bà con khỏi cần cho nó uống nước hay là mình rửa giống gì trơn á, cứ vớt ra và ủ tới 24 tiếng sau là mình đem xạ vẫn được. Hạt giống rất là rất là tốt luôn và là mầm nó khỏe và nó khi mà tiếp xúc với đất á thì cái lúa mình nó lên rất là mạnh khỏe và nó giữ được cái lượng dinh dưỡng trong cái hạt lúa của mình, nó giúp cho cái cây lúa mình nó lên nó xanh ngà vàng chanh tốt hơn. À và sau khi hồi nãy là công Hậu đã bắt đầu ngâm giống cho ba vợ tương lai xong ha. Thì đây này cái đây cho sản phẩm nè.
À, Hoài Hương có dặn với lại anh là vụ này bắt đầu từ đây trở đi, quý bà con chúng ta sử dụng cái sản phẩm VTXD, quý bà con mở cẩn thận ha. Và đặc biệt chúng ta có thể chúng ta đổ ra, chúng ta lường chúng ta sử dụng xong thì chúng ta sẽ khéo léo chúng ta sẽ đậy lại ha, để cho nó cái chai nó đẹp. Sau đó để làm gì ta, tích lũy điểm cuối năm cho mọi người đó. Thì thông báo bà con luôn, tới thời điểm hiện tại là chưa về đã có gần 50 phiếu rồi. Tại vì một anh nông dân hôm qua Hoài Hương bán một bình ẩm không là 40 ha, đúng không anh Thạnh? 40 ha, 40 ha là gần 4 phiếu rồi. Mình ẩm không là gần 4 phiếu rồi, cho nên là quý bà con chúng ta tranh thủ nha. Đó, còn cái lại là cái VTXD này thì hồi nãy là sau khi ngâm giống thì Hoài Thương nói lại ha, chúng ta ngâm giống thì như vậy thì một cha này chúng ta ngâm 1 tấn giống tương đương là 1.000 kg. Vậy thì hồi nãy là anh Triều ngâm là 140 kg thì chúng ta chỉ cho là 14cc thôi, được không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem anh Triều này là ở đâu và làm nghề gì nha. Anh Triều cho bà con biết anh ở đâu và làm nghề gì. Anh tên là Trần Thanh Triều, là giáo viên trường tiểu học quận 2 và cấp 1 ở xã Hòa Hưng. Dạ. Rồi anh sử dụng VTXD của em mấy vụ rồi? Vụ này đúng rồi, vụ thứ ba rồi ha. Vụ thứ ba là có con ghế luôn. Rồi đặc biệt là kỹ sư nữa, sau này trời đất ơi đi dài nha, chứ có con ghế lôi ngâm giống cho mà có gì đâu sợ. Không? Đó, bạn ổng nói chứ bà ngồi ở cửa khoái nữa. Đó thì anh Triều cho bà con biết coi cái anh biết sản phẩm VTXD của em từ đâu? Anh biết VTXD là trên cái clip á, clip của Hoài Thương á. Dạ. Anh coi rất là nhiều. Dạ. Thì cũng bắt đầu coi thì cũng đắn đo suy nghĩ à, thầy giáo mà. Rồi sau tìm hiểu kỹ thấy nông dân xài nhiều quá, rồi thấy đạt quá rồi mới đặt làm lần đầu tiên là vụ ba. Dạ. Vụ ba mà xài được có được 3 cái cuối à. Cho bà con biết ba cửa cuối đó lúc đó đạt năng suất được bao nhiêu? Lúc đó là đạt năng suất là 800 mấy ký đó. Dạ. Cửa đẹp. Dạ. Nó xài nó vô gạo nhanh. Dạ. Chắc hạt nữa. Rồi thích bị cháy lá luôn. Dạ. Rồi 5-4-1 á. Rồi cái là sau đó là chuyện sao lại bắt đầu Hòa Thương xuống. À, Hòa Thương xuống tới đây. Mà chịu nổi không? Tôi xuống tới ổng 7-8 giờ tối. Mà hai chị em chưa có ăn cơm. Thế là coi như là gọi là mặt dày đó, xin là hết hai tô mì ăn cho thôi. Mà cái lúc đó ăn tô mì trời ơi, mà ăn một tô mà nó bằng kiểu như là sơn hào hải vị á mọi người. Tại mình đói với mình ăn được tô mì mà hút hết không còn một giọt nước luôn đó. Và sau đó Hoài Thương mới lên đơn ngoài anh Triều ra. À, anh về hả? Đi học hả? Dạ ok anh, ok. Dạ buổi sáng thầy mất đi dạy rồi, anh Tuấn lại là em của anh là làm bên xã nữa, nên làm anh bận đi công việc rồi, là lên đơn lấy hàng xong anh đi rồi. Thì bây giờ là sau đó là chúng ta mới ăn mì xong đồ ha, cử đó xong cái bắt đầu mấy anh lên đơn xong xuôi hết là làm hồi vụ rồi đó. À, vụ trước nữa chứ đâu, Đông Xuân mới là vụ Đông Xuân rồi nè. Có một đợt chị nói là đâu là lúa trúng dữ lắm luôn, là đợt nào nữa? Thì là vụ giữa đó, vụ giữa xong rồi tới Đông Xuân đó. Vậy ha. Ở, là đợt cắt trúng nhiều. Cắt trúng này nè. Dạ. Trúng này cắt khoảng trứng tới 2 tấn 2 ha, 1 tấn 2 giống gì? Đài thơm 8. Đài thơm 8 được 1 tấn 2 tại khu vực Hòa Hưng dòng riêng. Rồi cái quan trọng là cái lượng phân bón anh đi bao nhiêu ký? Bây giờ ông Sơn xạ là xạ có 15 ký à, rồi xạ nghe gặp 15 mưa. 15 ký giống. Ừ. Rồi gặp mưa rồi nó hao hụt quá rồi, cho nên là anh thấy nung phân. Ừ. Nung phân nó mới có mạ dặm. Ừ. Là tổng cộng là 40 ký á. 40 ký lượng phân. 40 ký lượng phân. Nó giảm thôi chứ mỗi năm là khoảng là 20 ký á. Ừ, giảm 20 ký. Mỗi năm anh đi từ là 55-60 thôi. Dạ. Thì chiếc này còn 40 ký mà cắt được 1 tấn 2. Còn quý bà con nào ở khu vực Hòa Hưng dòng điện thì chúng ta thu hoạch được bao nhiêu ạ? Và đặc biệt cái lượng phân, cái lượng nước chúng ta xịt ra sao nha. Rồi bây giờ cho Hoài Thương biết nữa coi. Rồi cái sau khi mình giảm được phân vậy đó, rồi vụ rồi là có bị dịch rầy phấn trắng, khu vực ở đây có bị không? Ở đây cũng có dịch rầy phấn trắng nhưng mà cái lượng ít. Ừ. Anh không có xịt mà anh xài thuốc xịt rầy nâu á. Dạ. Xịt cái cử tổ điều mới xịt không à. Dạ. Bởi vì lúc đầu nó không có. Dạ. Rồi gầy nâu lúc đó không có nữa, rồi anh thấy có lai gai, anh sợ sau này nó bị cháy gầy giai đoạn sau, cho nên là mua Besina xịt luôn. 7 công thì có 6 gói à. Dạ, rồi, là xong. Rồi. Là xong luôn. Xong luôn á. Xong luôn hả? Xong luôn, ngon lạnh luôn hả? Ừ. Rồi bây giờ hỏi cái coi khu vực ở đây bà con thì ta đi bao nhiêu ký phân và người ta đạt bao nhiêu, năng suất bao nhiêu? Thì cũng tùy theo người, có người 3 mấy ký cũng có, rồi 50 ký cũng có. Ừ. Đó, rồi năng suất thì cũng đạt năng suất...
là đạt từ tính 2 trở lên. Người đó bị gì người ta xả cái lượng phân nó dài quá, phân nhiều rồi giống cũng hơi dày hơn, rồi thuốc hóa học nhiều xịt dữ lắm. Có người ta khi từ khi mà chỗ cho tới thu hoạch là xịt 4 cử. Dữ vậy hả? Rồi bây giờ với cương vị nè, cương vị là một người thầy giáo, là cái người mà truyền dạy những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm vân vân và mọi thứ cho những cái lứa trẻ, về những cái trẻ thơ lớp sau của mình. Vậy thì theo anh thì khi anh làm cái sản phẩm sinh học này, mình có liên quan gì tới cái chủ đề em bé gì để về cái phía sau này, về cái sản phẩm TND của mình không? Có chứ, bị gì là cái sau bây giờ là cái sức khỏe là quan trọng đó, thì mình cũng giáo dục học sinh đó, rồi để sau này về nó có thể nó nói với cha rồi với anh em nó, rồi sau này mình làm bằng sinh học nó an toàn cho sức khỏe, còn hóa học là cái thứ có hại cho sức khỏe đó, nhưng sau này mình còn ăn uống an toàn hơn. Đó là cái người mà truyền tải rất là nhiều những cái thông điệp đó đến cho những cái lứa trẻ thơ. Tại vì giống như cái trong một cái cuốn sổ kỳ diệu của công ty Trương Hoàng Đông đó, là ở phía sau trang đó, là có hình hai em bé rất là dễ thương ha, thì có một cái dòng chữ là vì tương lai trẻ thơ, có nghĩa là muốn cho cái thế giới chúng ta, cái gọi là cái đất nước chúng ta sau này đi, thế giới nó hơi lớn lao quá, thì nghĩa là cái giới trẻ sau này họ sẽ nghiên cứu và họ sẽ đi theo những cái con đường đúng nè. Thứ nhất, thứ hai sẽ chọn ra được những cái dòng sản phẩm hoặc là làm ra những dòng sản phẩm mà giúp cho người dân chúng ta bảo vệ được sức khỏe nè, và đặc biệt nông sản an toàn, và cái nữa là làm sao phải chi phí thì nó rẻ hơn, đúng không ạ? Và đặc biệt sau này chúng ta còn làm cái sản phẩm mình vươn tầm thế giới nữa chứ, bây giờ mà làm sản xuất ra về nước ngoài cứ bị trả về như vậy thì người dân chúng ta sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều đó. Nên là hôm nay là Hội Thương phỏng vấn một người thầy giáo ra rất là dễ thương đó. Thì bây giờ là sau khi mà Hội Thương xuống gặp anh là người lần thứ hai rồi, và hôm nay là năm giống tranh luôn, anh có thể cho bà con biết coi là anh có cảm nghĩ gì về Hội Thương và công ty với tên Chu Hoàng Đông không ạ? Thì bữa nay gặp mặt trực tiếp là thứ hai thì mình rất là mừng, bởi vì khi mình làm là mình phải cần có người hỗ trợ tư vấn thì mình làm mới đạt hiệu quả, từ đó mình đúc kết được kinh nghiệm. Và đặc biệt là cũng cảm ơn công ty là Trương Hoàng Đông, sau đó là kỹ sư Hoài Thương đã hướng dẫn tận tình và có những cái sản phẩm rất là tốt cho bà con. Và cũng mong là bà con mình xem được những cái kênh mà của Hoài Thương, nên mạnh dạng sử dụng. Đây là vì bản thân mình thì mới sử dụng rồi thì thấy rất là tâm đắc. Dạ. Ngoài anh Kiều ra còn xung quanh mình còn mấy người đang xài giống mình nữa? Xung quanh đây là còn có thêm 5 người nữa. 5 người đang sử dụng. Đang sử dụng. Dạ. Thì bữa nay lấy là 4 người rồi. Dạ. 4 người sử dụng. Cũng vài chục hai rồi ha. Rồi ok, cảm ơn anh. Rồi tại vẫn còn dành thời gian quý báu thật sự luôn á, là ảnh nói với Hoài Thương đấy, Hoài Thương ơi mai anh ngâm giống rồi, thì hồi tối á, là lúc đó là 8-9 giờ rồi Thương mới tới thị trấn Dòng Riền, thì anh nói là sáng mai 7 giờ anh phải đi dạy rồi, nên là 6 giờ Hoài Thương phải vô tới kịp cho anh ngâm giống. Và bây giờ thì anh cũng dành thời gian quý báu để đợi Hoài Thương xuống rồi, thì bây giờ Hoài Thương cũng không có phỏng vấn nhiều, để cho anh canh tác đi công tác đi. Thứ nhất, thứ hai nữa gì đó nè, là bây giờ là cũng mới vừa qua năm mới hết rồi, em cũng chúc anh là với cương vị là một người nông dân đi, thì chúc anh thật là nhiều sức khỏe, với lại là làm vụ này tiếp tục chúng ta sẽ ngon lành cành đào nữa, và có thể chia sẻ nhiều cho nhiều nông dân khác sử dụng cho nó hiệu quả ha. Và cái thứ hai, với cương vị là một người thầy giáo, thì chúc anh luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình, và đặc biệt là truyền tải nhiều thông điệp tốt tích cực hơn cho những cái trẻ em sau này. Và đặc biệt một cái nữa luôn là hy vọng rằng là khu vực này ngoài 5 người sử dụng ra thì Hoài Thương mong sẽ có nhiều bà con sử dụng nhiều hơn, và chúng ta sẽ cùng nhau làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì Hoài Thương cùng với lại thầy Chiều hả? Có khi nào mà quý bà con nào xem YouTube này là có những người con của mình đang được thầy dạy hay không ha, thì chắc bà con sẽ biết được tới thầy ha. Bây giờ thì Hoài Thương xin đọc lại số điện thoại ha, 0938 799 188, rồi số thứ hai của Hoài Thương là 0939 668 339, thì quý bà con có thể kết bạn Zalo trực tiếp, nhắn tin địa chỉ số điện thoại trực tiếp cho Hoài Thương ha, được không ạ? Còn bây giờ thì bà con nên nhớ nha, đây là cái khâu ngâm giống, thì chúng ta đã ngâm xong rồi, nhớ là bà con không được tăng liều, và chúng ta không cần phải ngâm với axit gì cả, chúng ta vẫn ngâm với TFD một chai một tấn giống, được không ạ? Rồi bây giờ thì Hoài Thương cùng với anh chị xin chào cả nhà nha mọi người. Bye mọi người.